Ngày 15 tháng 12, Hội đồng Nhân dân huyện Bảo Thắng khóa 19 tiến hành kỳ họp thứ 10 đánh giá các mục tiêu kinh tế xã hội năm 2022, thông qua nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2023 và một số nội dung khác. Dự kỳ họp có đồng chí Vũ Văn Cài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Năm 2022, trong số 23 chỉ tiêu theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện, có 15 chỉ tiêu vượt, 8 chỉ tiêu đạt 100%. Đối với việc thực hiện nhiệm vụ tại quyết định của Ủy ban Nhân dân huyện, tỉnh, đến trung tuần tháng 12 đã có 41 trong tổng số 42 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Riêng chỉ tiêu diện tích bảo vệ rừng đạt 95,38%. Năm 2023, Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Thắng đề xuất 21 nhóm chỉ tiêu kế hoạch, trong đó phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP trung bình 14,36%. Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Vũ Văn Cài, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được của huyện Bảo Thắng, góp phần quan trọng vào thành tích chung của tỉnh trong năm kế hoạch 2022. Đồng chí cũng yêu cầu, ngay sau kỳ họp này, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện và các cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần chủ động, chú trọng kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống.